đập cầu rất tốt từ Duy Nam. Duy Nam là một trong những tay vợt đập cầu mạnh hàng đầu của cầu lông Việt Nam luôn. Hay quá nhở. Vẫn còn rất bền bỉ. Hôm qua lưới 16-14 cho Sipucha. Từ sân cạnh Lâm Đồng với Hải Phòng, điểm số đang là 18-8 cho Lâm Đồng. Nói cặp đuôi Lâm Đồng đúng quá hay. Xem cái chân. Vận động viên là Duy Nam của Bộ Công an, hình như quê cũng Bắc Giang nha mọi người. Đôi trẻ Hà Nội vào tay rồi. Sẽ rất hay. 13-9 cho đôi trẻ của Sipucha. Anh Quốc Việt hình như là sinh năm 93, còn hai thằng trẻ này nó 2x hết. Liên tục những pha tấn công đến từ cặp đôi của Sipucha. Livestream này đến nhiều người hơn đúng không ạ? Trận này rất hay, 4-0 cho Sipucha. Chạy ra sân mà đánh chưa gì đã 4-0 rồi. Hai thằng trẻ mặc bộ quần áo Lotus đẹp quá. Rất tập trung. May mắn, rất may mắn. Điểm 2-5 cho Tuấn Anh. Thuyết Đình. Thủ cầu rất hay. Mọi người dự đoán là cặp đôi nào thắng và trong vòng mấy set nào, theo mọi người? Mọi người có thể đưa ra dự đoán để chúng ta cùng nhau theo dõi trận đấu cho nó hay hơn nào. Một pha tỉ lưới rất chủ động của Duy Nam. Đập cầu rất mạnh từ anh Quốc Việt. Anh Quốc Việt căng lưới chắc phải tầm khoảng 13 cân. Dẻo thế nhờ, Tuấn Anh đánh quá dẻo. À nhầm, Mạnh đánh quá dẻo. Xuân Mạnh vẫn được con, hay quá. Xem cặp đôi trẻ thi đấu thích thật. Tinh thần 5-0 và sau đó là 4-5. Phản cầu rất hay từ Duy Nam. Duy Nam đập cầu rất mạnh. Hay quá, xem trận này sướng. Điều quay mà. Ok mọi người, đa phần là dự đoán Bộ Công an thắng. Hùng thì Hùng rất thích. Vẫn thủ được. Hay quá. Xem đôi nam đúng là phê anh em ạ. Đặt được cái thu âm ở dưới sân nữa thì nghe phê. Vội vàng từ Xuân Mạnh rồi. Một chia sẻ đấy rồi, thằng em Khang Nguyễn. Mẹ, toàn anh em như shit. Mẹ chả thấy chia sẻ cho nhau gì cả. Bung cầu rất hay từ Duy Nam. Liên tục với những pha hất cầu bổng lên cho cặp đôi trẻ đập. Rất bình tĩnh từ anh Quốc Việt. Rất bình tĩnh. Không còn rồi. Chờ đến trận hay mới bắt đầu về ly. Dạo này không đi bặt. Đập cầu rất tốt từ Duy Nam. Tiếp tục là một pha cung cầu từ Quốc Việt.
tiếp tục tấn công. Đập cầu rất bền nhưng có vẻ anh Việt cũng đang chỉ mới đập gõ thôi. Công An và Sipucha phía gần màn hình là cặp đôi Xuân Mạnh và Tuấn Anh của Sipucha, nhưng mà không biết tại sao Đức giải này không đánh cùng, Đức với Tuấn Anh đánh cặp nhau hợp hơn. Ngoài sân rồi. Ok, em chào chị Nguyễn Thị Duyên nha. Cảm ơn chị đã có lời chào gửi đến Hùng. Liên tục những pha ép cầu rồi tiến lên lưới của Duy Nam. Đập cầu rất tốt của Duy Nam nhưng vẫn chưa thể giành điểm. Xin chào Nguyễn Văn Chuyên. Mọi người giúp Hùng chia sẻ live stream để mọi người khác cùng được xem cùng chúng ta nào. Xem đông nó mới vui. Mạnh đánh cảm giác không an toàn. Mạnh đánh đơn hay hơn. Đập cầu tốt từ Tuấn Anh. Em chào anh Nguyễn Hữu Hiện nha. Cảm ơn anh đã chào Hùng. Hay quá, hay quá, hay quá. Bom. Duy Nam vẫn còn. Đập xuống, chém. Rồi. Đập cầu rất tốt. Anh Tuấn Anh, anh em bổ quả xẻ cho Sport Hùng bình luận sung hơn nào. Làm việc người yêu là hậu phương. Đua cầu, này thì đua. Ghi để live stream 11 ghi. Nếu hết thì lại đăng ký tiếp. Anh em nào mà yêu quý ủng hộ Hùng thì có thể ủng hộ Hùng bằng cái thẻ điện thoại thì Hùng có thể đăng ký mạng live stream. Thủ rất bền, tí nữa thì choảng nhau, còn đâu không à? 17-15. Chém cầu rất hay, vẫn với được. Một pha phông lao nhưng mà ngoài sân. Ok, chất lượng hình ảnh rất ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, Nguyễn Xuân Mạnh cố lên bạn ơi, Khánh Linh cổ vũ Xuân Mạnh. Ngoài sân. Ok, em chào anh Dũng Nguyễn. Anh Dũng Nguyễn chia sẻ nhiệt tình quá. Điểm số 20-17, 21-17. Chiến thắng cho cặp đôi của Bộ Công an. Điểm số 1 đều, Sipucha phát cầu. Một pha chéo sân rất hay từ Tuấn Anh. Thiều giải này không đánh à? Thích phong cách của em này. Thiều như không anh ạ, Thiều thường Nguyễn Công gì anh? Công Hải à? Công Hải. Tỷ số 3 đều. Ép lưới rất hay từ Quốc Việt, điểm 4-3 cho Bộ Công an. Bây giờ đang diễn ra loạt đôi nam mọi người ạ. Cầu ngoài sân liên tục. Vẫn qua. Vẫn với đập được, vâng. Một pha chặn cầu trên lưới. Hơi vội vàng. Đôi nữ lúc nãy đánh rồi em ơi. À, chị ơi, nhầm. Cầu trong sân đấy. Chết luôn.
Tùy lưới rất hay từ Tuấn Anh. 86. Một pha cầu lật lưới khá may mắn. Anh em cầu lông miền Bắc rất là ưa chuộng. Bom, chém cầu rất sát. Đấy, đây mới gọi là đập này. Vẫy cả 2K. Thế thôi gọi là em thôi, gọi là cháu. Nhưng gọi là em thôi. Nhưng mà tôi xem nốt trận này. Vẫn thủ được rồi. Không phải Hà Nội. Từ sân cạnh Lâm Đồng với Hải Phòng, điểm số đang là 18-8 cho Lâm Đồng. Nói cặp lôi Lâm Đồng mình quá hay. Xem cái chân. Vận động viên G Nam của Bộ Công an hình như quê cũng Bắc Giang nha mọi người. Đôi trẻ Hà Nội vào tay rồi. Thế rất hay. 13-9 cho đôi trẻ của Sipucha. Bật đập cầu rất bền bỉ từ Tuấn Anh. Cầu gãy hết lông rồi. Vẫn chưa ăn được. Các vận động viên đánh tốn cầu quá anh em ạ. Vẫn còn bên kia sung rồi. Đập cầu chéo sân rất hay từ Duy Nam. Vâng, vừa quay đi quay lại, Bộ Công an đã gỡ được 3 điểm liên tục rồi. Trước 2. Trước thằng nào cái 15-14. Đập cầu rất tốt từ Duy Nam. Duy Nam là một trong những tay vợt đập cầu mạnh hàng đầu của cầu lông Việt Nam luôn. Hay quá nhở. Vẫn còn rất bền bỉ. Hôm qua lưới 16-14 cho Sipucha.
Rất may mắn 17-14 cho Sipucha, 3 điểm số liên tục. Trước 2 thì đang là 8-6 cho Lâm Đồng. Bom. Một pha cầu cạch. Cầu ngoài sân. Rất tốt, 21-14 cho Sibucha Hà Nội. Trong nhà thi đấu đang bật điều hòa, cổ động viên cũng đang kêu lạnh như này mọi người ạ. Kết thúc thì view live stream kết thúc rồi, bây giờ anh phải thực hiện cái mới. Tối nay em chắc là tối nay đánh bán kết luôn, ngày mai đánh chung kết. Mọi người cứ bấm follow fanpage đi. Có gì Hùng trực tiếp, tại Hùng cũng mới lên, cũng chưa biết lịch mọi người ạ. Chúng ta đến với set đấu thứ 3, set đấu quyết định nha. Cặp đôi nào sẽ vào bán kết. Set đấu này Hùng đảm bảo sẽ rất là hay. Lập cầu tốt, điểm số 1 đều cho Sipucha. Liên tục những pha chặn lưới của anh Quốc Việt nhưng vẫn chưa thể ăn điểm. Bên kia bắt đầu bật tấn công lại rồi. Ngoài sân. Anh Nguyễn Văn Quang. Em không biết giải anh ạ. Từ sau mọi người biết có giải thì mọi người nhắn cho Hùng với nhá. Tại đợt này cũng bận nên không để ý giải mấy. Thủ rất bền, hơi vội vàng từ Tuấn Anh rồi. Điểm số bố đang là 4-1 cho bộ công an rồi. Sipucha cố lên là họ làm sẽ căng căng nè. Đập cầu rất căng. Cầu ngoài sân. Duy Nam nhập cuộc rất tốt. Ok anh 28 em mới lên được. Tại vì giải toàn quốc, em còn quay giải toàn quốc đến hết 27 cơ. Liên tục những pha đập cầu dồn ép đến từ bộ công an. Bây giờ là đến Sipucha Hà Nội tấn công. Vẫn còn, hay quá. Không còn rồi. Đây chưa cơm cháo giờ đi theo ai gọi mẫu suất rồi. Chín nữa chú gọi gọi ra nhé. Khách mỗi người mẫu suất rồi. Sân này chắc nghỉ rồi. Hà Nội.
chiều không biết mệt. Công an. Để xem những điểm số cuối cùng của trận đấu này thì mọi người có. Nên là nó tạm thời bị gián đoạn. Liên tục những pha tấn công của Quốc Việt và Duy Nam không còn rồi. Anh ơi, máy ở đây mắt em vẫn trông được, xa nhìn ra bên kia được. Vội vàng từ Xuân Mạnh cho. Một pha chém cầu cao của anh Quốc Việt, 87. 97. Bỏ cầu không chính xác. Rất cố gắng từ bộ công an, cầu ngoài sân. Chém cầu rất hay. 29 rồi. Tôi bộ công an biểu diễn thì để xem lâu lâu tí nào. Ngoài sân vẫn được xem anh em ạ. Chứ đôi luôn lép, anh luôn thua mất rồi anh ơi. Không chịu được. Đình Hoàng với Công Hải công quá gắt. Trong sân. Vừa miếng. Điểm số 21-10. Vậy là trận đấu cuối cùng trên sân trong buổi sáng ngày hôm nay đã kết thúc.